đất Phú Gia Điền chào mừng quý khách. Hôm nay, nhà đất Phú Gia Điền mời quý khách cùng với nhà đất Phú Gia Điền đi đến lô nền cần bán nhé. Vị trí của lô nền mình là lô số 6B11, đường số 3, khu STK, thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thông tin của lô nền mình là diện tích chiều ngang 5, chiều dài 16m. Tổng diện tích của lô nền mình là 80m2. Pháp lý ở đây là thổ cư 100%, hợp đồng góp vốn. Hướng của nền là hướng đông bắc. Lộ giới trước nền là 17m. Nền này là nó nằm đối diện trực tiếp với công viên của khu biệt thự. Phía sau nền có lối thoát hiểm 2m, nằm đầu lưng trực tiếp với đường chính vào khu Hồng Phát An Bình. Từ vị trí lô nền này thì trong bán kính 200m, ta đi đến bệnh viện ung bú, bệnh viện Osteos, bệnh viện chấn thương chỉnh hình, khu đô thị Hồng Phát An Bình. Với giá bán là 3 tỷ đồng, quý khách quan tâm đến lô nền trên vui lòng liên hệ số điện thoại 0939 868788 để được tư vấn chi tiết hơn. Xin chào!